Xin chào các bạn, mình là Quang và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạng Studio. Bên cạnh mình là một cái chiếc màn hình vừa nhận được có tên là HP Omen X27. Cảm ơn Synec FPT đã cho mình mượn cái chiếc màn hình này để thực hiện video cho các bạn. Omen thì như chúng ta đã biết, đó chính là cái thương hiệu gaming cao cấp đến từ HP vừa được đưa về phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam sau một thời gian dài chờ đợi. Chiếc màn hình Omen X27 này có giá rơi vào khoảng 19 triệu đồng và đang được giới chuyên môn cùng các game thủ nước ngoài đánh giá rất tốt. Tôi bây giờ sẽ thực hiện ngay việc mở hộp và lắp đặt để xem là cái màn hình này liệu có xứng đáng với giá tiền và xứng đáng với những cái lời khen tặng của các game thủ nước ngoài không. Quyển sách tốt luôn cần một lớp bìa đẹp. HP Omen X27 cũng vậy. Logo Omen mặt quỷ màu đỏ to được in trên lớp vỏ hộp màu đen vuông vắn, trông rất là ngổ ngụa và đậm chất game thủ. Dọc trên lớp vỏ là các cái tính năng nổi bật về thông số của HP Omen X27 như độ phân giải Quad HD, tần số quét 240Hz, tính năng AMD FreeSync HDR2 hay thời gian phản hồi 1 giây. Tất cả đều được in nổi bật và được lựa chọn ở phía trên lớp vỏ màn hình. Ok, chúng ta đã mở hộp xong, bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra xem là cái màn hình Omen X27 này có đi kèm những cái phụ kiện gì. Đầu tiên là cáp tín hiệu. Cáp tín hiệu về hình ảnh ấy, chúng ta sẽ có là một cáp DisplayPort full size và một cáp HDMI 2.0. Chúng ta sẽ có thêm một cáp nữa là cáp USB upstream để chuyển tín hiệu USB lên trên màn hình. Do là cái màn hình Omen X27 này là có thiết kế rất là mỏng cho nên là chúng ta sẽ phải dùng cái bộ nguồn power adapter rời. Đó. Sách hướng dẫn bên trong sẽ có là đó, tôi không biết là có cái gì đó. Và cái phần quan trọng hơn đó chính là các cái phần chân đế và phụ kiện kèm thêm. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là một cái chân ngàm chuyển từ cái ngàm của HP Omen X27 ra ngàm Versa. Đó, các bạn nhìn thấy không? Màu đen bằng kim loại trông rất là chắc chắn, ngầu ngụa. Cái này thì xịn rồi. Ok, chúng ta để sang một bên. Ở đây thì sẽ có một cái bộ túi gồm 4 con ốc. Chắc là để dùng cho cái ngàm Versa đó, dùng 4 con ốc đó. Đó, HP làm rất là cẩn thận, chuyên nghiệp. Và chân đế. Chân đế màn hình, wow, nặng các bạn ạ. Đây, tôi sẽ mở ra ngay để xem là chân đế của chúng ta có gì đặc biệt. Wow, ngon các bạn ạ. To, nặng và chắc chắn, đấy là cái từ mà tôi có thể mô tả cho cái chiếc chân đế này. Ở dưới đáy chúng ta sẽ có là cái viền cao su hình vuông, rất là chắc chắn. Và các bạn nhìn này, cái chân đế này là nó sẽ là hình vuông và quay ra, chứ không phải là hình vuông theo kiểu bình thường nữa. Và nó lại có thêm một cái logo mặt quỷ Omen đây. Trời ơi, đẹp, xịn đi. Và đây như các bạn đang nhìn ấy, thì ở trên cái chân đế này thì chúng ta sẽ có hai cái phần khung để luồn dây. Cái này đi dây sẽ rất là đẹp và gọn, tiện. Đó. Và tôi đang nhìn thấy một cái gì đây? Đây đây. Ở phía trên đỉnh của cái chân đế này thì sẽ có cái biểu tượng tai nghe. Đó, HP đã thiết kế như thế này này. Đấy, biểu tượng tai nghe này các bạn này. Đó. Thì cái này nó sẽ dùng để cho các bạn treo cái tai nghe ở đây. Chúng ta sẽ là rất là gọn, tiết kiệm luôn, là không phải mua cái chân để tai nghe nữa. Đó, không phải mua cái giá đỡ nữa, tiện. Wow. Đấy, các bạn nghe này. Rất là chắc chắn, tôi cầm tay rất là nặng nặng. Đấy, đã xong phần phụ kiện rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp thử cái màn hình luôn. Như là cái khuyến cáo của HP ấy, thì là do là cái màn hình này nó rất là nặng cho nên là các bạn sẽ không tháo rời cái phần màn hình này ra mà các bạn sẽ gắn chân đế trước, sau đấy là các bạn mới nhấc màn hình lên. Đó, tôi sẽ cầm ở đây. Đó, chân đế rồi chúng ta cắm xuống. Và nếu mà các bạn muốn dùng cái chân Versa ấy thì chúng ta sẽ cắm thẳng cái chân ngàm Versa này vào đây. Đó, cắm thẳng vào màn hình. Cạch một phát là như thế này. Đó, thì các bạn sẽ dùng được cái chân Versa luôn. Đấy, chứ không mình không gắn vào cái phần chân đế cũ nữa. Đó, chúng ta sẽ để cái chân Versa sang một bên này và gắn cái màn hình này, gắn cái chân đế màn hình vào. Nó có một cái ngàm lắp rất là dễ thôi. Đó, một cái tiếng cách là xong. Chúng ta sẽ nhấc cái chiếc màn hình lên. Wow. Đúng là 7,1 kg, nó không nhẹ các bạn ạ. Đấy, nhưng mà tôi thích như thế, càng nặng càng tốt, rất chắc chắn. Đó, nhân vật chính của chúng ta, HP Omen X27, tuyệt vời luôn.
Như cái chân đế thì có thể là nâng lên hạ xuống các bạn nhé. Đây, chúng ta thay đổi chiều cao rất là tốt. Đó. Và chúng ta có thể ngửa lên ngửa xuống. Tôi đang nhìn thì cái màn hình này là sẽ là có 3 viền siêu mỏng. Đấy, và thêm một cái điểm đặc biệt nữa các bạn ạ. Đó chính là ở bên cạnh hông của chiếc màn hình này thì nó có một cái đầu chân audio 3.5mm. Đấy, combo thì chúng ta có thể cắm tai nghe vào. Rất tiện đúng không? Cắm ở đây và treo trên cái chân đế. Bên phía mặt sau thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là các cái đường vân thiết kế hình 3D và logo Omen cũng rất lớn luôn. Tuyệt vời. Cổng kết nối trên HP Omen X27 tương thích hoàn toàn với các chuẩn gaming hiện tại. Chúng ta có cổng DisplayPort HDMI 2.0 cùng với hai cổng USB 3.0. Tất cả đều được thiết kế cắm từ dưới lên vô cùng khoa học và tiện lợi. Bảng điều khiển gồm có 5 nút được làm ở mặt sau của viền màn hình, giúp cho tăng tính thẩm mỹ và gọn gàng. Bên cạnh đó, ở trên viền màn hình siêu mỏng thì chúng ta đã có thêm một cổng audio combo 3.5mm. Đèn LED phía dưới màn hình HP Omen rất sáng và đẹp, được HP thiết kế để hướng xuống phía dưới màn hình, vừa sáng nhưng lại vừa không làm ảnh hưởng đến game thủ khi đang chơi. Đây là một cái thiết kế mà Quang rất thích ở trên màn hình HP Omen X27. Thật sự thì với là rất là nhiều cái thông số khủng như thế này thì tôi chưa tìm được cái khuyết điểm nào để có thể nói về cái chiếc màn hình HP Omen X27. Kể cả vấn đề về bảo hành nữa thì HP Omen X27 hiện tại đang hưởng cái chế độ bảo hành là 3 năm một đổi một tại nơi sử dụng của HP Việt Nam. Đó, rất là tiện, nếu mà có bất cứ cái vấn đề gì thì chúng ta đều có thể gọi lên hotline để xử lý. Các bạn nghĩ sao về cái chiếc màn hình này? Nếu mà các bạn có cùng suy nghĩ như Quang hay là có muốn hỏi thêm ấy thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho cái kênh Mạng Studio của Quang. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.